Xin kính chào quý anh chị đầu tư giá trị vàng. Ở trong các clip đầu tư giá trị vàng, AZFIN Việt Nam sẽ gửi đến quý các anh chị rất nhiều các clip về định giá các cổ phiếu với các cái trường phái, phương pháp định giá khác nhau. Bên cạnh đó thì cái trọng tâm đó chính là liên quan đến đầu tư giá trị. Và trong phần 12 này, AZFIN Việt Nam muốn gửi đến quý các anh chị một phương pháp định giá mà cũng nhiều người được nhắc đến. Đó là phương pháp định giá RNAV. Thì đây là phương pháp định giá phù hợp đối với các công ty bất động sản và bất động sản khu công nghiệp. Thì phương pháp định giá này, nếu chúng ta làm không cẩn thận thì có thể bị mắc một cái lỗi có thể coi là đếm cua trọng lỗ. Tuy nhiên, nếu chúng ta giả định một cách phù hợp, chiết khấu một cách an toàn và đánh giá một cách chắc chắn thì phương pháp RNAV này mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái sự an tâm cũng như là cái hiệu quả cao trong đầu tư. Và sau đây thì chúng ta xin vào nội dung chi tiết. Đầu tiên là một số thông số về VF, tức là công ty cổ phần triển lãm Giảng Võ, anh chị nhé. Đó là triển lãm Giảng Võ. Giá biến động 52 tuần qua từ 62.000 đến 160.000 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 166,6 triệu cổ phiếu. Giá thị trường là 116.000 đồng trên cổ phiếu. Vốn hóa thị trường tính đến ngày hôm 8 tháng 12 năm 2023 là 19.325 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết 2023 có thể đạt 3.085 tỷ đồng. EPS năm 2023 là 2.650 đồng. PE là 43,77 lần, PB là 6,26 lần. Như vậy nếu nhìn qua có thể thấy định giá cổ phiếu này sao cao vậy, đúng không ạ? Thì cao ở đây nó có lý do của nó. Và lý do là gì thì chúng ta sẽ dần đi vào, anh chị nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem đó là cơ cấu cổ đông của VF rất đặc biệt. Thì trước tiên VF là công ty con của tập đoàn Vingroup với việc sở hữu 83,32% cổ phần. Thì rất nhiều người lo ngại đó là cứ liên quan đến công ty con của Vingroup thì sợ liên quan đến VinFast, sợ gọi là giá cổ phiếu sẽ thấp, ví dụ như Vinhome chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà riêng VF thì lại có một cái đặc biệt, đó là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chiếm 10% cổ phần. Và chia sẻ cùng anh chị như này. Với việc ở Việt Nam, nhà nước nắm dù chỉ là 0,1% cổ phần, thì vai trò của họ cũng rất lớn ở trong cơ cấu cổ đông. Anh chị lưu ý là như vậy. Vai trò rất lớn. Bởi vậy cho nên đối với những cái doanh nghiệp chỉ cần có cổ phần của nhà nước thì cái việc phải tuân thủ là nghiêm chỉnh, không giống lộn nhộn như trước đây, mà bây giờ là phải tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt các cái quy định vân vân ràng buộc của nhà nước, chứ không phải cậy rằng là ta là công ty mẹ, cổ đông lớn, ta làm gì thế nào, không có chuyện đó. Bởi vậy cho nên đây là một cái đặc thù riêng trong các công ty con của Vingroup, và nó mang lại cái sự an tâm nhiều hơn đối với những nhà đầu tư cá nhân về cái vấn đề liên quan đến lợi ích. Ví dụ như sợ một công ty nào đó trong tập đoàn họ chiếm dụng vốn thì không. Cái này có thể khẳng định là như vậy. Được chưa ạ? Tiếp theo, đó là tình hình kinh doanh hiện nay của VF. Về cơ bản thì cũng không có gì đặc biệt. ROE trước đây rất thấp thì hiện nay đã lên trên 10%. Thì nó là một cái mức gọi bình thường, không có gì tốt cả. Nhưng mà lợi nhuận sau thuế thì nó lại tăng trưởng 64% năm. Chủ yếu thì liên quan đến cái vấn đề gọi là cái lãi tiền gửi tăng thôi, chứ nó không phải có hoạt động kinh doanh gì cả. Doanh thu một năm một vài tỷ đồng, nó gần như là không có hoạt động kinh doanh. Được chưa? Còn về cơ cấu lợi nhuận, anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đó là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là cái đường màu vàng ấy. Thì lợi nhuận tài chính của công ty thì chiếm tới 41% già. Và lợi nhuận sau thuế của công ty ấy, thì trao đổi cùng các anh chị, đâu đó nó chỉ bằng cái lợi nhuận tài chính trừ đi thuế thôi. Tức là về cơ bản lợi nhuận của doanh nghiệp này đến hoàn toàn từ lợi nhuận tài chính, tức là vác tiền đi gửi, đầu tư tài chính. Mà đầu tư tài chính ở đây các anh chị không phải lo ngại đầu tư cái gì rủi ro đâu ạ. Bởi vì nhà nước nắm 10% và họ đầu tư chủ yếu là họ mua trái phiếu hoặc họ để tiền gửi và có cam kết chắc chắn thì họ mới đầu tư để bảo toàn vốn chờ phát triển dự án. Tiếp theo, vậy thì VF có gì khi mà kết quả kinh doanh chả đến từ đâu cả, đến từ gửi ngân hàng, đến từ đầu tư trái phiếu? Đó chính là các cái dự án gọi là quỹ đất kim cương cũng đúng, chứ không còn là vàng nữa, của VF.
Thì đầu tiên là dự án ở 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Thì nghe đến cái dự án ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, chúng ta đã thấy vị trí kim cương rồi. Anh chị có thể thấy ở đây, mặt đường lớn là giáp đường Giảng Võ, phía sau đó là giáp hồ, giáp hồ Giảng Võ, đúng không ạ? Có diện tích vô cùng lớn và đẹp. Cụ thể đây là diện tích là 6,83 hectare, tức là 68.300 mét vuông. Anh chị lưu ý là như thế. Đây là một cái vị trí đất lớn, đẹp, gần như không thể tìm thấy ở đâu trong nội đô nữa rồi. Đặc biệt lại ở khu vực quận Ba Đình, Hà Nội. Mục đích sử dụng thì trước đây thì là liên quan đến bao gồm cả tổ hợp khách sạn, văn phòng và nhà ở. Nhưng mà hiện nay thì đã chuyển đổi, về cơ bản chuyển đổi mục đích sang đó là văn phòng cho thuê và khách sạn. Lưu ý cùng anh chị, nếu mà nhà ở thì giá trị nó sẽ cao hơn. Nhà ở thì giá trị sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì do người dân họ kiến nghị rằng về cơ bản đây là khu vực nội đô, mật độ dân số quá cao rồi. Nếu mà làm thêm nhà ở nữa thì sợ rằng tắc đường quá tải. Chính vì thế cho nên là Vingroup cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất từ năm 2023. Đó là chuyển đổi mục đích là liên quan đến khách sạn, văn phòng cho thuê thôi. Đúng không? Và cái tình trạng ở đây là chờ khởi công, pháp lý là xong rồi. Thì dự án có thể khởi công 2024, tuy nhiên cũng có thể lùi lại vài năm tới. Thì nguyên nhân lùi lại là như thế nào, lát nữa tôi sẽ trao đổi phần khó khăn. Thì đây là một vị trí dự án vô cùng đặc biệt và có giá trị rất cao. Không phải là cao mà là rất rất cao. Và là kim cương. Và kim cương như nào thì thưa mấy anh chị, nếu mà các cái bất động sản ở cái mặt đường Giảng Võ này ấy, hay là mặt hồ ấy, thì người ta bán với cái giá đâu đó không dưới 500 triệu một mét vuông. Thậm chí hơn. Tiếp theo là dự án thứ hai. Đây có thể nói thậm chí là dự án tiềm năng và lớn nhất, tốt nhất của VF. Đó chính là dự án khu đô thị thứ hai ở của VF, đó là khu đô thị Nam Hà Nội ở Mễ Trì. Thì diện tích tới 74 hectare. Mục đích sử dụng là khu đô thị gồm biệt thự liền kề, chung cư cao cấp. Tình trạng là chờ khởi công, chưa khởi công. Nói tóm lại là chưa khởi công. Và dự án có vị trí cũng là hiếm hoi, đắc địa còn lại ở trung tâm Hà Nội mà có diện tích lớn. Hiếm hoi là như nào? Đây các anh chị có thể thấy nhìn trên biểu đồ cái đường đôi màu vàng đây, đó chính là cái đường gọi là đại lộ Thăng Long. Và phía đầu đại lộ đây, phía trên một chút của cái dự án này chính là dự án Green Bay Mễ Trì. Green Bay Mễ Trì. Dự án Green Bay Mễ Trì là đối diện trung tâm hội nghị quốc gia nhìn sang. Trung tâm hội nghị quốc gia nhìn sang. Và anh chị có thể biết rằng nếu khảo sát đấy thì dự án đó giá bán 1 mét vuông bây giờ nó khoảng độ 500 đến 600 triệu một mét vuông đối với biệt thự và liền kề. Và cách Green Bay đâu đó khoảng hơn một cây số, đó chính là dự án khu đô thị Nam Hà Nội. Và từ Nam Hà Nội xuống khu gọi là Smart City thì đâu đó khoảng độ 2-3 cây, 2 cây. Đấy, như vậy là vị trí này là đẹp hơn vị trí ở Smart City và gần với Green Bay. Do đó vị trí này rất đẹp. Phải nói vô cùng đẹp luôn, chứ không chỉ là rất đẹp nữa rồi. Thì tình trạng là như thế. Còn về cái vị trí này rất đặc địa. Và diện tích thì cũng rất lớn, 74 hectare, không hề nhỏ một chút nào ở trong khu vực nội đô anh chị nha. Đó thì đây, cách khách sạn Marriott đâu đó có khoảng độ 2 cây số thôi, chứ cũng không nhiều. Tiếp theo, vậy thì cái dự án triển vọng nhất của VF đây chính là dự án Vinhome Cổ Loa. Thì thực ra đây là trong một cái khu tổ hợp gồm dân cư cũng như là triển lãm. Thì tổng diện tích lên tới 385 hectare. Với trung tâm triển lãm là 90 hectare, khu vực đô thị là 295 hectare, mật độ xây dựng dự kiến khoảng từ 28 đến 33%, tương đương với thương phẩm là khoảng 98 hectare. Mục đích sử dụng, chúng tôi chỉ tính đến phần đô thị, còn phần triển lãm thì không tính. Đó là biệt thự liền kề song lập và chung cư cao cấp. Tình trạng đó là chờ pháp lý hoàn thiện dự án và dự kiến có thể khởi công cuối 2024 hoặc 2025. Dự án có vị trí kim cương và đang rất được săn đón. Và kim cương như nào thì chia sẻ cùng anh chị như này. Dự án này thì người ta có vị trí còn đắc địa hơn so với Vinhome Riverside. Đắc địa hơn rất nhiều dự án. Vì sao đắc địa hơn? Đó là về cơ bản thuận tiện hơn khi cái đường đi qua trung tâm
của cái dự án Vinhome Cổ Loa này chính là quốc lộ 5, tức là để hai bên quốc lộ 5. Rồi tiếp theo, dự án này nếu mà khi cầu Tứ Liên đi vào hoạt động thì đi đến Hồ Tây chỉ mất vài cây số, rất gần, đi đến trung tâm Hà Nội cực kỳ gần. Và tiếp theo, đó là dự án này đến sân bay có mười mấy cây số rồi, tức là nó là trung tâm mới, trung tâm mới. Thế thành ra có vị trí rất đặc địa. Và rất nhiều người họ nhòm ngó ở đây. Và chia sẻ cùng anh chị là dự án ở Vinhome, Riverside, Harmony vân vân, thì người ta bán, giá bán bây giờ thậm chí lên đến 500 triệu một mét vuông. Thì người ta còn cho rằng dự án này còn đẹp hơn cơ. Nhưng tất nhiên dự án kia thì họ đã hoàn thiện lâu rồi, dự án này chưa hoàn thiện, thành ra giá bán có thể thấp hơn, nhưng mà nó vẫn là rất cao, rất cao, và được nhiều đại gia săn đón. Tiếp theo, vậy VF đã có kế hoạch tăng vốn khủng năm 2023-2024. Mục tiêu của họ là mong muốn khởi công dự án liên quan đến Vinhome Cổ Loa. Thì tổng cổ phiếu lưu hành là 166,6 triệu, thì dự kiến phát hành thêm 852 triệu, nâng tổng số cổ phiếu lên là 1 tỷ 019 triệu, tương đương với vốn điều lệ là 10.196 tỷ. Giá phát hành 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành là 1:5,12, tức là có một cổ phiếu cũ có thể mua 5,12 cổ phiếu mới. Đó, thì vì sao lại cái này lại quan trọng? Đó là động thái cho thấy là công ty này họ đã tăng vốn, kế hoạch tăng vốn để có thể thực hiện dự án. Tuy nhiên, cái dự án tăng vốn này thì người ta cũng đã đưa ra lộ trình là trong vòng 1 năm từ khi nghị quyết đưa ra, tức là từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Thì về cơ bản cái việc tăng vốn này ấy còn nhiều điều phức tạp, chứ không dễ như một công ty cổ phần bình thường. Bởi vì có Bộ Văn hóa nắm 10%. Thế do đó là việc tăng vốn thì phải có sự chấp thuận của nhà nước. Đấy, chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Và Bộ Văn hóa thì tất nhiên không thể đào đâu ra một đống tiền. Không thể đào đâu ra một đống tiền là lên đến hơn 800 tỷ. 853 tỷ để có thể nộp tiền. Vậy thì chính vì thế cho nên nó diễn ra cái câu chuyện liên quan đến việc Bộ Văn hóa thì cũng muốn chuyển cái này sang cho SCIC hoặc Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước để quản lý. Và theo thông lệ và theo nguyên tắc thì những cái doanh nghiệp dưới 50% cổ phần, không phải công ty con, thì sẽ do SCIC phụ trách. Nhưng mà vừa rồi thì ngay cả Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã họp cùng với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước cũng như Bộ Văn hóa, nhưng mà chúng tôi chưa nhận thấy kết quả được công bố. Bởi vì SCIC cũng có một số cái phản hồi, tức là họ cho rằng là việc này thì vẫn nên để ở Bộ Văn hóa. Còn tuy nhiên có một cái ý rất hay, đó là việc tăng vốn thì SCIC sẵn sàng là bỏ vốn ra đồng hành tăng vốn. Thì đấy là một cái ngõ mở. Nhưng mà về cơ bản là vẫn còn những cái rắc rối nhất định và chưa thể thông suốt hoàn toàn để có thể thực hiện dự án. Đó. Nhưng mà cũng hy vọng rằng nó sẽ có thể sớm thực hiện cuối 2024 hoặc 2025. Thì xác suất cũng tương đối cao, chứ không phải là thấp. Tương đối cao nhé, anh chị nha, nhưng mà không cái gì chắc chắn 100% cả. Bởi vì cứ liên quan đến các cái dự án nhà nước vân vân cái thứ là có những dự án bị chậm trễ rất nhiều. Và thực tế là cái dự án này cũng đã bị chậm mất một thời gian rồi. Tiếp theo về cái định giá RNAV của Vinhome Cổ Loa. Thì với diện tích thương phẩm là khoảng 910 đến 100 hectare. Thì tổng vốn đầu tư dự kiến của cái toàn khu này là hơn 42.000 tỷ cơ. Thì trong đó hơn 7.000 tỷ là cho triển lãm. Còn 34.879 tỷ dự kiến là cho khu đô thị. Tuy nhiên cái dự kiến này nó cũng khá lâu rồi. Và đến nay thì dự kiến này nó không thể đủ. Thậm chí phải tăng lên rất nhiều. Và cái việc định giá RNAV thì tất nhiên nó cũng khá phức tạp. Bây giờ phải phân khu xem biệt thự nào diện tích bao nhiêu, chung cư bao nhiêu, rồi tính toán giá chung cư nào, thay giá thành xây dựng ra sao, biệt thự ra sao. Tuy nhiên thì AZFIN muốn đơn giản hóa đến các anh chị có thể dễ hiểu. Đó là chúng ta cứ lấy cái thương phẩm, chúng ta định giá theo cái giá bán liền kề đi, bán biệt thự đi, và chúng ta chiết khấu đi. Vì sao lại thế là thận trọng? Bởi vì chia sẻ của anh chị, người ta chất lên, người ta bán chung cư ấy, thì chung cư ở đây người ta bán sẽ không dưới 80-100 triệu mét vuông đâu, 80 triệu mét đâu. Chia sẻ của anh chị thế, không dưới 80 triệu một mét đâu. Trong khi người ta xây dựng được mấy chục tầng. Thế thành ra là nếu mà người ta làm chung cư ấy, thì hiệu quả nó còn cao hơn so với bán biệt thự liền kề. Đó, thế do đó là tính quy này nó thận trọng. Thì về cơ bản là
thực tế là người ta cũng ước tính là giá bán ở đây đâu đó khoảng độ 400 triệu mét vuông. Đấy, chia sẻ của anh chị như thế. Nhưng mà AZFIN cũng thận trọng hơn, ước là trung bình khoảng 325 triệu mét vuông. Thì doanh thu cho 90 hectare thương phẩm với cái này nó lên đến gần 300.000 tỷ, 292.500 tỷ. Thì anh chị thấy rằng là nó quá to, lên đến 13 tỷ đô, 12-13 tỷ đô, gần 300.000 tỷ. Anh chị bảo làm gì ra mà được, đúng không ạ? Thì vấn đề rất đơn giản như này, anh chị chỉ cần tính toán cái doanh thu của dự án Ocean Park, Ocean Park 1, Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì anh chị sẽ biết. Ocean Park diện tích nó cũng chỉ tương đương này thôi, hoặc nó nhỉnh hơn một ít không nhiều, một cái dự án Ocean Park. Và vị trí của nó, giá bán của nó tất nhiên là chỉ bằng 1/3 thôi, thậm chí không bằng. Bởi vì nó ở đâu? Ở Hưng Yên và nó rất xa, cách trung tâm Hà Nội những 30, gần 30 cây, hai mấy cây, 30 cây, đúng không ạ? Rất xa. Đó. Và cái vị trí này thì anh chị có thể xem trên biển đồ, bảo đồ, biển đồ, bảo đồ, bản đồ thì anh chị biết. Thì cái giá trị đất của hai nơi này tối thiểu nó phải gấp 3-4 lần nhau, 4 lần nhau chứ không phải 3 lần. Đó. Thì với diện tích gần như tương đương, và anh chị xem rằng riêng ở Ocean Park 2, Ocean Park 3 doanh thu là bao nhiêu. Mỗi dự án trao đổi của anh chị là không dưới là 100 mấy chục ngàn tỷ đâu, không dưới 100 mấy chục ngàn tỷ anh chị nha. Đây là thực tế rồi đó, của họ trên khoảng độ 150 ngàn tỷ. Thế thành ra về cái doanh thu của Vinhome Cổ Loa nếu mà đưa vào hoạt động và là 392.500 tỷ là hoàn toàn khả thi, thậm chí là trong tầm tay, chứ nó không phải là cái gì đó viển vông đâu, không phải viển vông đâu. Thực tế chia sẻ của anh chị, tôi cũng đi đấu giá đất rất nhiều. Có những dự án ở nhà nước ở một cái vùng gọi là nông thôn, đâu đó có một hectare, đâu 10.000 mét vuông. Anh chị biết bao nhiêu, đấu giá được khoảng bao nhiêu? 10.000 mét vuông thôi. Tức là đấu giá được khoảng độ 20 tỷ đồng, 30 tỷ đồng. Đấy là chỉ là những vùng quê thôi. Còn ở Hà Đông vừa rồi có những cái đấu giá đây nó 150 triệu mét vuông, không phải đường lớn. Đó, thì cái câu chuyện này rất nhiều đại gia đang mong chờ. Và chúng ta cũng thấy được giá bán của cái dự án này thông qua Vinhome Riverside hay Harmony. Anh chị sang đấy thì biết. Hoặc anh chị sụt Google là ra ngay. Mà trong khi dự án đó không đẹp bằng dự án này. Vậy thì AZFIN cũng rất thận trọng. Ở đây là cái biên lợi nhuận để 70%. Thì là 200.000 tỷ. 200.000 tỷ. Lợi nhuận sau thuế của dự án thì AZFIN chiết khấu đủ thứ, chiết khấu rất nhiều, chiết khấu vân vân, thuế thiếc vân vân là 120.000 tỷ. Thì AZFIN dàn ra là từ 2025 đến 2030 thì mỗi năm đâu đó là 20.000 tỷ trong 6 năm liền. Thì chúng ta lại chiết khấu tiếp về hiện tại. Thực tế chia sẻ của anh chị, nếu định giá RNAV thì không cần phải chiết khấu, bởi vì đây là tính giá hiện tại, đúng không ạ? Còn nếu mà 2025, 2030 giá nó còn khác nữa cơ. Khác nữa cả. Nhưng mà AZFIN sử dụng tất cả những thứ chiết khấu thận trọng nhất có thể. Thì về cái dự án giá trị thặng dư của dự án này, NAV của dự án này tạo ra thêm không dưới 80.000 tỷ đồng. Đấy là không dưới 80.000 tỷ đồng anh chị nhé. Wow. Tiếp theo. Vậy thì hai dự án còn lại, ví dụ dự án 148 Giảng Võ với diện tích lên đến 68.000 mét vuông, mật độ xây dựng tương đối dày. Thì AZFIN cũng có đánh giá so sánh. Thì có những cái dự án văn phòng hạng 3 rất nổi tiếng. Ví dụ như dự án Capital Land ở Liễu Giai đối diện với cả Lotte chẳng hạn. Thì họ bán đâu đó nên được mười mấy ngàn tỷ một cái dự án như thế. Mà quy mô so với dự án ở triển lãm Giảng Võ thì nhỏ hơn rất nhiều. 148 Giảng Võ giỏi rất nhiều. Tuy nhiên dự án kia thì là... cái tầng họ lại cao hơn, nhưng diện tích giờ nhỏ hơn rất nhiều. Và so sánh đi so sánh lại rất nhiều các dự án hàng đầu nữa, thì AZFIN cũng đánh giá rằng cái dự án này thậm chí mang lại cái giá trị tài sản ròng cho công ty này. Thực sự chia sẻ của anh chị, tính toán thì tất nhiên nó còn nhiều dung sai, nhưng mà AZFIN tính toán tối thiểu 5.000 tỷ, và tối đa có thể mang lại cho Vingroup này lên đến hơn 25.000 tỷ cơ. Đấy, thì AZFIN lấy cái số thấp nhất, min nhất là 5.000 tỷ nếu đi hoạt động. Thì triển lãm Giảng Võ về cơ bản pháp lý mọi thứ xong hết rồi, nhưng vì sao vẫn chưa làm?
Đó là yếu tố vốn đấy, yếu tố nhà nước lúc đấy đấy. Đó, và Vingroup họ cũng cần phải cân đối, họ phải ưu tiên dự án nào trước. Và họ cũng ký cam kết trong cái việc mua cổ phần khi cổ phần hóa VF, đó là phải ưu tiên thực hiện dự án gọi là triển lãm trước. Thế do đó rằng là nếu họ thực hiện thì họ phải dự thực hiện Vinhome cổ loa trước, hoặc khi phải thực hiện trước hoặc phải song song. Hoặc họ phải xin được ý kiến, xin phép thì họ mới thực hiện được triển lãm giảng võ ở 148 giảng võ trước. Đó. Tiếp theo cái dự án thứ 3, dự án này thì triển vọng cũng rất lớn. Quy mô là hấp dẫn thứ 2 chỉ sau cổ loa thôi trên cả giảng võ. Đó là diện tích lên đến 74 hecta, mật độ xây dựng thông thường khoảng 40-48%. Tương ứng với thương phẩm thì khoảng hơn 30 hecta. Thôi tính thận trọng là 30 hecta. Thì các cái giao dịch trước đó ở khu vực này dự kiến là không dưới 350 triệu một mét đất thương phẩm đâu. À, ở cách đấy một ít thì có dự án chung cư Matrix One thì giá đã lên đến 70-80 triệu một mét vuông chung cư đấy. Rồi. Còn liên quan đến cách đấy khoảng độ một cây số, đó là dự án gọi là Vinhome Green Bay, giá đã 500 triệu một mét vuông. Anh chị có thể khảo sát trên Google. Thì cái RLAP của dự án này thực hiện ấy, thì thôi so sánh tương đương với dự án bên cổ loa đi thì cũng không dưới 30.000 tỷ đâu nếu được triển khai. Thì như vậy có thể thấy là RLAP của công ty này, những cái dự án thặng dư của công ty này thì nó không dưới là 115.000 tỷ đâu. Đấy là thấp nhất đấy, không dưới. Vân vân. Thì tiếp theo vậy rủi ro của VF là gì? Thì cái câu chuyện là VF thì quá tiềm năng tuyệt vời rồi. Những rủi ro lớn nhất thì cũng là cái thuận lợi. Thuận lợi đây đó là nhà nước nắm 10% thì cổ đông không sợ rằng là công ty nào chiếm dụng vốn của công ty này đâu. Mà nếu làm ra doanh thu lợi nhuận ngon thì sẽ chia cổ đông. Đó. Đó là cái việc là Bộ Văn hóa vẫn nắm 10%. Thế thành ra là Vingroup muốn tăng vốn thực hiện dự án không dễ. Nếu như là tư nhân hoàn toàn ý, thì Vingroup rất đơn giản. Trên 2/3 biểu quyết thông qua tăng vốn, thế là cứ gửi lên ủy ban xin tăng vốn. Tăng vốn cái ông cổ đông 10% này ông không có tiền nộp thì kệ ông ấy, ông bỏ quyền. Hoặc là yêu cầu ông bán quyền cho ông nào đó giá rẻ rẻ tí. Nhưng đối với nhà nước thì không có chuyện như thế. Không chuyện như thế. Nếu thế thì tức là thất thoát vốn nhà nước. Bởi vậy cho nên là đã có rất nhiều các cuộc họp diễn ra rồi. Cụ thể như đã từng nói đó là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phải chủ trì cuộc họp giữa Bộ Văn hóa và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước về vấn đề này. Nhưng mà vẫn chưa thực sự giải quyết được. Bởi còn nhiều vướng mắc giữa hai bên. Tức là về cơ bản là nói tóm lại nào, Bộ Văn hóa thì cũng muốn chuyển về bởi vì như này. Bởi vì không có tiền, không có vốn, Bộ Văn hóa lấy đâu ra ngân sách từng này để lộp vào. Họ không có chức năng ấy. Để lộp vào tăng vốn hơn 800 tỷ. 830 tỷ. Thì chỉ có SCIC và Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước nữa thì mới có thể bỏ tiền vào. Thế thì Bộ Văn hóa bảo thế thôi chuyển cho ông ý quản lý. Nhưng mà SCIC bảo không được. Trong các văn bản quy phạm pháp luật ngày trước ghi là Bộ Văn hóa thì phải là cơ quan gọi là giám sát ABC XYZ để làm cái triển lãm giảng võ, làm triển lãm quốc gia cho cả nhân nước này. Thì SCIC họ lại bảo như thế. Rồi vấn đề là Bộ Văn hóa nên chủ trì. Bởi vậy cái việc này chưa chuyển ra được. Nhưng mà như tôi đã nói thì có một cái điểm key ở trong này. Đó là cái câu chuyện SCIC sẵn sàng chuẩn bị nguồn vốn để góp vốn nếu được các cấp có thẩm quyền họ phê duyệt vân vân. Đó, thì chính vì thế cho nên là cái vướng ở chỗ là anh chị có thể vừa thấy ở trên. Đó là vốn chủ sở hữu hết 2023 họ có 3.000 tỷ. Nhưng mà riêng thực hiện cái dự án Vinhome cổ loa và triển lãm quốc gia thì đã hết 42.000 mấy trăm tỷ. Đấy là dự kiến trước đây thôi. Còn bây giờ thậm chí hết 50.000 tỷ. Thế thì lấy vốn đâu ra mà làm? Đây việc tăng vốn từ tăng thêm 8.000 tỷ nữa thôi còn khó khăn cơ mà. Thế thì làm sao mà triển khai được dự án luôn, mà làm sao triển khai được cả dự án ở 148 giảng võ được, và rồi còn dự án ở Nam Hà Nội nữa, đúng không? Tuy nhiên cái câu chuyện này thì anh chị đưa ra như vậy, anh chị bảo thế thì bế tắc à, không làm được. Xin thưa anh chị, không phải thế, vẫn làm được, vẫn làm được, nhưng mà với điều kiện là phải tăng vốn được đợt này đã. Thì như vậy tổng vốn của
VHF là lên đến hơn 11.000 tỷ, 12.000 tỷ, gần 12.000 tỷ. Thì họ đã sẽ triển khai luôn cái trung tâm triển lãm quốc gia. Thì ban đầu chưa cần hết luôn. Rồi bên cạnh đó họ triển khai một phần dự án khu đô thị Cổ Loa. Đó, thì khi họ triển khai cái đó, dự án của họ rất đẹp, phát lấy chuẩn. Và có thể bán đắt như tôm tươi. Thì dĩ nhiên các ngân hàng sẽ đổ vào cho vay vốn rất lớn. Thì khi vay vốn đó thì và họ lại bán dần, vay vốn bán dần. Thế như vậy nè, tuy tổng mức đầu tư 42.000 tỷ nhưng họ không phải cần từng ý, họ cần hơn chục nghìn tỷ là họ làm được hết rồi. Bởi vì họ còn mượn vốn ngân hàng, ngoài ra còn có đó là tiền bán sản phẩm trước để hoạt động sản phẩm sau. Thì khi đó thì họ sẽ làm cái dự án đó trong vài năm sau. Và trong vài năm đó họ làm dự án, đến lúc họ dư tiền làm dự án đó thì họ có thể chuyển sang làm chuyện dự án gọi là khách sạn văn phòng cho thuê ở 148 Giảng Võ. Rồi tiếp theo họ có thể đấu nối tiếp làm khu Nam Hà Nội. Đó, thì cái lộ trình là như vậy. Đó, anh chị có thể thấy. Tiếp theo, việc thực hiện dự án Vinhome Cổ Loa đấy, như đã nói, gặp nhiều khó khăn là như thế. Đúng không? Rồi, dự án Nam Hà Nội thì về cơ bản là cái việc là đất sạch và hoàn toàn hình như là chưa. Họ vẫn cần phải thời gian để có thể xử lý. Tuy nhiên cái xử lý nó sẽ không quá phức tạp. Nhưng chị thấy thì ngày trước là Vinhome Smart City diện tích còn gấp mấy lần ý, gấp 4-5 lần, còn xử lý rất nhanh. Thì dự án này chỉ cần có ngân sách, có tiền là họ có thể làm được. Đó, thì đấy là những cái rủi ro đối với VF. Tiếp theo, vậy tổng kết thì chia sẻ cùng anh chị cái giá trị tài sản ròng mỗi cổ phiếu của VF thì nó không dưới 1 triệu đồng đâu. Thì giá thị trường hiện nay 116 ngày. Tuy vậy thì việc chuyển đổi từ tiềm năng thành lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông thì còn nhiều khó khăn và có thể kéo rất dài, như đã vừa nói. Rồi sở hữu nhà nước tại VF là 10% là vừa là cơ lợi đối với cổ đông nhỏ này, bởi vì không sợ ai chiếm dụng vốn công ty này cả, mà họ phải chia về ngân sách vân vân. Và quy định của nhà nước rất rõ rồi, đó là có lợi nhuận phải chia về. Nhưng đồng thời cũng là rào cản cho việc thực hiện nhanh các cái dự án để thể chuyển đổi thành tiền. Thì tuy vậy thì AZFIN đánh giá là sớm muộn gì nó cũng được phản ánh. Vì thế VF ấy, với những nhà đầu tư kiên trì lâu dài là và trường vốn là rất hợp. Và anh chị lưu ý là phân bổ tài sản hết sức quan trọng, không vì một cổ phiếu hấp dẫn mà phân bổ quá lớn. Nếu đầu tư VF thì cân đối 10% thôi và coi như mua một tài sản để dành. Và trao đổi cùng anh chị, cổ phiếu VF cũng không phải là nó tăng giá khi nào khởi công nó mới tăng giá đâu. Mà trong lịch sử anh chị nhìn biểu đồ đã có lúc lên đến hơn 300.000 rồi. Rồi nó lại giảm xuống hơn mấy chục. Rồi nó lại lên, nó lại giảm. Đó, thì tức là khi thị trường chứng khoán mà lên mạnh thì VF nó cũng tăng giá kinh khủng lắm, tăng gấp mấy lần thị trường cả. Còn nếu mà các dự án, ví dụ đặc biệt là Vinhome Cổ Loa mà vào được khởi công thì có thể nói có thể là một cú bùng nổ lớn cho VF. Còn rủi ro như đã nói ở trên đó là cái thời gian thực hiện có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Thì trên đây là chính là định giá VF cũng như phân tích toàn diện đầy đủ, và AZFIN muốn phân tích một cách gọi là simple, đơn giản nhất đến với các anh chị. Đó, không phức tạp, không màu mè, mà đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Và đấy chính là cái cao nhất, cái lớn nhất trong cái việc gọi là phân tích định giá doanh nghiệp, chứ không phải là đưa ra một bảng công thức cực kỳ phức tạp để làm oai đâu. Cái đó chỉ làm cho vui thôi. Làm cái đó chỉ làm cho vui và làm để đi trình bày thôi. Còn thực chiến là chúng ta phải đi trực diện vào các vấn đề và đơn giản hóa mọi thứ thì nó mới hiệu quả. Chúc các anh chị có nhiều thông tin, nhiều ý nghĩa.